Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 19 từ câu 23 tới câu 30. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với các môn đệ của Người: Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào nước trời. Thầy còn nói cho anh em biết, con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa. Nghe nói vậy, các môn đệ vô cùng sửng sốt và nói: Thế thì ai có thể được cứu? Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được. Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng thưa Người: Thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy chúng con sẽ được gì? Đức Giêsu đáp: Thầy bảo thật anh em là những người đã theo Thầy, thì đến thời tái sinh, khi Con Người ngự tòa vinh hiển, anh em cũng sẽ được ngự trên 12 tòa mà xét xử 12 chi tộc Israel. Và phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp. Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, và nhiều kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu. Quý vị và các bạn thân mến, người ta thường nói, có tiền mua tiên cũng được. Nói chung, cuộc sống nếu có tiền có của thì thấy dễ dàng cho mọi chuyện. Tuy nhiên, lời Chúa của ngày hôm nay lại đối nghịch với quan điểm mà xã hội thường nghĩ. Chính Chúa Giêsu đã đưa ra một bài học về giá trị tiền của để cảnh báo cho cả người giàu lẫn người nghèo. Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào nước trời. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa. Quả thực, khi nói điều này, chúng ta thấy rằng không phải trở thành người giàu là xuống hỏa ngục, mà chính yếu, người giàu rất có thể sẽ dễ rơi vào hành động của quyền lực, tham lam và ích kỷ. Ngay cả những người nghèo, nếu vì muốn có tiền của, muốn trở thành người giàu, họ dùng mọi thủ đoạn, mọi thỏa hiệp của trần gian, thì họ cũng không thể đón nhận được hạnh phúc của nước trời. Trong đời sống gia đình ngày nay, người ta cũng dễ rơi vào tình trạng chia rẽ, bất đồng, ly thân và ly dị. Bởi hạnh phúc ngày nay đối diện với những trào lưu tục hóa và một lối sống hưởng thụ, người ta quên đi một điều căn bản là việc xây dựng hạnh phúc gia đình đòi buộc phải có tình yêu, sự trung thành, hy sinh, quảng đại và chân thành, chứ không phải lấy tiêu chuẩn hàng đầu là tiền bạc, của cải. Chúng ta cầu xin Chúa cho mỗi gia đình biết sống giá trị văn minh tình yêu của Chúa Giêsu trong đời sống gia đình, và xin mẹ Maria luôn bầu cử, gìn giữ các gia đình trong hạnh phúc.